Thùy Dương xin chào tất cả các ông bác cô chú nha. Hôm nay Thùy Dương và anh Hai Lúa sẽ review súng mới mua được hai cây súng nè. Trồng cây và ươm cây. Hai cây cũng giống nhau thôi. Giờ mở ra coi cho bà con xem coi súng nó như thế nào nha. Khi mà mua ở tiệm á, họ siêu cái thép màu đỏ vậy nè. Khi mà ra khỏi tiệm rồi á thì mình mới được mở cái thép này ra. Còn ở trong tiệm á là mình không có được mở. Nên giờ về nhà thì Dương mới mở ra cho bà con xem. Học kỹ lắm, rất là kỹ luôn. Dán hư hộp ta rồi. Dán kỹ quá à. Đây đây là cây súng của thì Dương mua đây. Này là cái khóa an toàn ha. Nó có cái khóa. Trong này có cái cuốn sách chỉ cách xài rồi cách clean up rồi sao sao á, luật lệ trong này hết. Rồi tìm trong này có cái khóa nằm trong đây nè. Cái này là một ổ đạn ha. Ủa, em có mấy cái? Con cái hả? Thấy con cái. Ôi chơi kỳ á. Em thấy con cái à. Ở đây có hai cái không? Ủa con cái à. Sao họ nói là em có hai cái? Con này mấy thấy con gì cái. Vậy giờ có cái nào đó không? Con cái hả? Con cái anh. Này là cái khóa an toàn. Khi mà mình xài xong rồi á, về nhà là mình phải khóa lại ha, để lỡ con nít nó lấy là nó lấy là nó nghịch á, không an toàn. Đây là cái khóa an toàn, cái cách chỉ dẫn luôn. Cho cái quick load rồi mà nó dở quá. Dở hả? Ừ. Theo quả nó dở. Đó thì một còn hai cái cho nó cho trong đổi cho đó cái này. Cái này nằm trong đây rồi. Coi như hai băng đạn. Cái này á là cái khóa. Khóa làm tròn này nè. Là để mở cái này, mở cái nút đỏ đỏ này nè. Đó, cái khóa này. Nó có cái key, hai key. Đây. Mở ra. Cái của hai lúa thì hơi fancy một chút xíu. Để cho em lấy cái này xong đã. Đó, cái khóa nó mở ra như vậy nè. Khóa an toàn. Ở trong tiệm nữa là họ phải có cái khóa đó. Cái này nữa. Cái đó là cái an toàn. An toàn. Cái này á, nếu họ để màu vàng hoặc là màu đỏ, dấu hiệu là cho biết là trong súng không có đạn. Cái này luôn luôn nó vô lòng này nè, đó như vậy thì trong cái lòng súng nó không có đạn à, cho mình biết là trong cái đó không có đạn ha. Ừ. Giờ gỡ cái khóa này, khóa khi mà bỏ ấy vô đây. Khóa này vô đây của hai lô đây. Thấy fancy không, thấy fancy không, đẹp không? Đây bên trong cái của hai lúa có cái case. Cái case mắc tiền hơn á. Mắc bên trong tới mấy trăm. Cái 300 case mắc hơn cái súng. Hả? 300 lần hả? Cái case mắc hơn cái súng. Cái case này mà mắc ghê luôn cả nhà. Cái súng này không là xà, là 600. Mà có cái case này không thêm nữa là coi cái súng 900 trước. Luôn. Đó. Hai cái súng giống nhau này. Đó, hai cái súng giống nhau. Một cây này 9 ly. Cây này 380. 380. Vợ là phải mạnh hơn chồng nữa chứ, vừa ghê chứ. 380 là mạnh hơn 9 ly nha, cái đạn nó lớn hơn và cái bắn nó cũng mạnh hơn. Tiểu bang Washington bây giờ chỉ có xài được 10 viên thôi. Dạ. Yeah. 10 viên thôi, không được hơn. 10 round, ok. Từ hồi năm ngoái tới giờ là trong này nó có đề 10 viên trong này nè. Thấy số 10 không? Đó, chỉ có 10 viên thôi. Đây có đạn giả rồi đấy chứ. Có hả? Có đạn giả luôn hả? Nó cho đạn giả luôn hả? Có viên đạn plastic. Vậy sao? Ừ. Trong này có không? Cái của em có không? Không. Của em đâu có fancy đâu sao có. Vậy sao? Ngồi mắc hơn 300 lận. Mà cũng giống nhau thôi. Chỉ có cái case không mà mắc tới hơn 300 lận. Thì của hai lúa cũng hai băng. Cũng giống như của Thùy Dương thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cây này 9 ly. Hả? Cây này... cái 9 ly còn cây đó 380 thì hai cây nó identical. Cây này á, là nó special hơn, nó là cái của nó là nó lại
XL Rose đó. Nó có cái có chữ, dấu hiệu bông hồng á. Có signature chờ đó nè. Đó. Dấu hiệu bông hồng. Có signature chờ nữa, có chữ ký. Lại dễ mắc hơn. Mà xài không có, mạnh bằng cây này nha. Cây này 380 mạnh hơn ạ. Cây đó mạnh hơn. Cây đó mạnh hơn. Cây đó mắc hơn á. Mắc hơn mà lại yếu hơn á. Cây này á, tại vì mua cây này là để túi, bỏ túi thôi. Đúng rồi. Thời bởi anh vậy bài đàn thế nên ai cũng đua nhau đi mua súng, tại vì bây giờ cướp còn nhiều hơn là cướp tới nhà luôn á. Ừ. Tới nhà đập cửa xong rồi tung cửa vô cướp, cướp luôn chứ trời. Hai lúa hai lúa thì đã có nhiều rồi, nhưng mà bốn mấy này giống như mình đi thì đi đâu cũng mang theo, mang theo trong người á. Để mình bảo vệ mình thôi chứ không có phải làm cái gì hết trơn á. Cũng vậy, nhiều khi ra ngoài bắn chơi cũng được. Bắn chơi là mình phải vô tới chỗ tập bắn đàng hoàng. Đó. Thì đây nó có cái hộp nữa nè. Cũng có cái khóa luôn. Cũng có khóa luôn. Cũng có khóa luôn. Nhưng mà có thêm hộp khóa nữa là khóa đây, đó, cái hộp đây. Thấy không? Thì mai mốt á bỏ vô đây đó. Để xe vô cho anh ta coi đó, bỏ đó. Súng vô đó, đặt lại đó. Đó. Đưa đi để xe hay để đâu á, để cái khóa này. Cái này á cộng thêm một cái khóa này nữa đó, là ví dụ như mình muốn đánh vô vô đây nè, để anh coi coi. Cố gắng khóa trong xe á, để khóa trong xe gì đó hay là khóa trong nhà đó. Cái súng này á, là họ làm ở Mỹ nha, ở tiểu bang New Hampshire. Mà cái súng này á, là cái súng mà năm 2018 và năm 2019 là họ bán chạy nhất tại Mỹ, tại vì nó nhỏ, nó gọn và nó dễ để trong túi, đưa đi để mình tự vệ, đi đi đâu, ví dụ như đi đâu mình muốn tự vệ thì cái này nó nhỏ, nó gọn, nó dễ đưa đi, nó không có nặng lắm nữa, cho nên là những người nào mà đưa để trong túi đi đâu thì nên mua loại súng này nè. Nó nhỏ gọn mà nó nhẹ nữa, cái này Thùy Dương có thể bỏ trong túi hoặc là trong bóp. Cái bóp của Thùy Dương á, bóp nhỏ nhỏ thôi cũng vừa nữa. Thì đây thì nó có cái hộp này cũng giống như nó có khóa sẵn nè. Họ hai đứa chưa có mới set up, mua về set up, chưa set up cái khóa, nhưng mà nó có một số mật mã đó. Thì mình muốn set up vô thì nó xoay một pin. Mua đạn rồi mà đạn chưa có về, order online rẻ hơn cả nhà. Thì đạn 380 á là nó mắc hơn, nó 40 sen một viên á là rẻ rồi đó. Còn 9 ly thì 23 sen, 24 sen một ly, một viên. Thì 9 ly nó rẻ hơn. 9 ly thì từ 20 sen cho tới 33 34 sen. Nó nhìn đẹp không? Màu xanh nhìn đẹp không? Đưa ra số loại đó. Này á, người ta gọi là P365, có cái chữ số này, số P365. Của hai lúa cũng là P365 nhưng mà cái là đạn 9 ly thôi, còn cái này là bị P365 thì cái đạn nó là 380, nó mạnh hơn. Có cái đồ mở đâu? Đồ mở gì anh? Mở quán. Ồ, anh cũng có mà. Ừ. Anh lộn đâu rồi đấy? Đây nè. Đây em có nè. Này. Cũng cùng ấy thôi, đấy. Màu xanh nhìn đẹp không anh? Màu đen nó nhìn không đẹp. Phải nói đi tìm mà mua súng ở bên này nè, mà có màu, những màu này màu kia ít lắm. Màu đen đa số là súng là màu đen với lại màu một silver ha, stainless steel. Đó thì cái này lấy ra trong không có đạn. Đó. Luôn luôn nên lấy cái băng đạn ra ha. Lấy cái băng đạn ra.
lúc nào mình cũng 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 coi cái súng mình lúc nào cũng là cái súng trong nó có đạn hết á, cho nên luôn luôn đó, luôn luôn là không có chỉ vô nhà người ta hoặc là chỉ vô bất cứ ai ha. Đi vô tiệm súng đó, thì họ muốn mình chỉ lên trên đó, bắn nhắm lên trên hay gì đó thôi, muốn thử súng hay gì đó nhắm lên trên thôi ha, mình đưa lên trời hoặc là đưa xuống đất, đó là cái an toàn ha. Đó. An toàn khi dùng súng thôi. Cái cách này á thì ví dụ như cái tay mà mạnh á thì mình bóp xuống được, còn tay yếu á thì đó, khi mình kéo lên như này đó, khi mà yếu á thì mình nâng lên chút xíu rồi mình bóp xuống thì nó xuống ha. Đó, đó như vậy là Thùy Dương cỡ nào Thùy Dương cũng kéo được hết á. Đó. Như vậy đó là lên đạn đó ha. À, lên đạn là kéo vậy đó. Phải kéo lên đạn. Khi mà lên rồi thì thôi, bắt đầu mình phải đẩy cái chốt này bên hông này lên. Này. Khi xưa đẩy chốt an toàn. Ừ. Đây cũng có cái chốt an toàn. Đẩy lên đó. Chốt an toàn nằm đây nè. Đẩy nó lên. Khi mà bỏ đạn rồi là cái này chốt an toàn nha. Đẩy nó lên. Ừ, đẩy nó lên. Đẩy lên á thì khi mà mình bóp nó không có nổ. Nó không có xuống. Không có được ha. Dạ. Cái này là cái chốt chốt an toàn không hả? Cái này thì rất là vừa tay ha, rất là vừa tay, nhẹ nhàng, đúng rồi, rất là nhẹ nhàng. Yeah. Nhưng quan trọng là mình lúc khi mình bắn nó có chính xác hay không. Cái này á cái nại sậy nè, ống nhòm hả, cái này gọi là ống nhòm hả? Cái sấy là giống như là nó là cái nhắm á. Ừ, cái đồ nhắm á. Đồ nhắm. Ừ, họ nói là xài ban đêm hay ban ngày gì cũng dễ nữa, tại nó nổi lên màu trắng. Yeah, lên nó nổi xanh lên, nó nổi màu xanh lên này, trong này đó thấy cái màu xanh xanh không, cái của anh cũng vậy có đúng không? Uh-huh. Nó cũng có màu xanh đúng. Yeah. Không. Yeah. Được rồi. Yeah. Đó. Đó cho nên là nó dễ xài. Yeah. Đó, súng là súng. Yeah. Súng bắn chạy ông quay ngược lại, ông quay ngược lại đó, để giờ đó. Không, cái ánh sáng của nó đó. Yeah, nó dễ xài lắm, ban đêm ban ngày nó dễ xài lắm, cho nên mua súng đó, mình tìm cái súng nào mà nhẹ nhàng á, nhỏ gọn. Súng này thì đưa thuộc đi tùm lum được, thuộc này là cũng là brand name, chứ cái súng này cũng nổi tiếng lâu rồi. Năm 2018-19 á là bán chạy nhất thị trường tại Mỹ nha, loại này. Ừ. Nè, hôm nay chưa có đạn để quay cho cả nhà xem là đạn như thế nào, tại vì order mà chưa có về. Thì khi mà mua là mình không có được lấy liền, mình phải để cho người ta check cái lịch sử của mình, mà mình không có phạm tội gì thì họ mới bán súng cho mình. Thì sau một tuần là thì Dương lên lấy súng, khi mà người ta coi lịch sử của mình là không có phạm tội hay không có gì á thì họ mới bán súng cho mình á, coi như là lịch sử gì background sạch sẽ thì họ mới bán, còn không là người ta từ chối mình rồi. Thôi cái này cái an toàn này đó, bên này cũng có này, thế mà cái kéo bên này á thì bên này nó lên luôn, kéo xuống này, kéo lên này đó, còn cái chốt này á là cái chốt mà khi mà lên đạn, còn cái này á, là khi mình tháo súng ra mình lau chùi là mình tháo cái chốt này ha, nó có ba chốt, còn cái này á, chốt này á là cái chốt mà mình tháo cái băng đạn này ra này, mình bấm cái này này, cái băng đạn nó rớt ra đó, bấm cái đó là cái băng đạn rớt ra đó. Giờ bữa nào đi tập bắn cho cả nhà xem. Cái chốt này thì khi mà nó lên như vậy, nó khóa vậy thì mình không có lên đạn được á, không nó kéo lên được, khi nó xuống á mình kéo lên đạn á, thế đâu dạ, thế đâu. Ừ. Dạ, thế đâu. Sao hồi xưa sợ mà xưa khác giờ khác. Tại hồi xưa chưa bao giờ tập bắn, hồi xưa là xưa lắm rồi, 30-40 năm trước rồi, giờ 30-40 năm sau rồi nó sẽ khác chứ.
đâu có giống xưa được. Này, trong này họ có những cái sticker luôn nè. Đây cái hiệu là hiệu súng nè cả nhà. Đó đây là cái hiệu nha. Và như thế này mình quay giày á, họ đọc có được không ta? Được chứ. Sis. Đó là cái hiệu súng bữa nay nha. Là cái tên súng nè. T365 ha. Đó đây là những giấy tờ. Ủa đạn vậy hả? Nổ. Đạn đó đạn của đạn đạn đó đạn của AR rồi. AR. Ừ. Ồ đây có AR này. Này giới thiệu đủ loại hết á. Giới thiệu AR cho mình luôn nè, giấy tờ giới thiệu đồ nghe hồn luôn. Bây giờ nhiều chìa khóa quá rồi, nhiều quá rồi. Không biết chìa khóa nào với chìa khóa nào nữa. Giống nhau không? Không giống nhau đâu, nó khác chứ. Khác hả? Ừ, khác chìa chứ nè. Đó, chìa của em khác à. Khác hả? Chìa của anh nó lòi ra nè, chìa của em nó hai cái lỗ nè. Dạ đúng rồi. Không? Đồ thông 21, còn của anh không có. Rồi giờ khóa chỗ nào, khóa vô đây hả? Ừ. Khóa vô cái lồng này hả? Nó có hai chìa khóa. Một là khóa từ dưới lên dày. Cái của em nhẹ hơn đó. Dạ. Ừ, nhẹ hơn đó. Nhẹ hơn hả? Ừ. Dễ xài hơn đúng không? Nhẹ khóa hơn. Từ chiều từ dưới này lên trên hả? Từ từ. Cái súng của em nó nhỏ hơn đó. Dễ là nhỏ hơn nè. Ngắn hơn anh. Vô nó cũng hoàng thôi, nhưng nó nhỏ hơn, ngắn hơn thấy không? Ngắn à, hơn cái đầu này cái súng, nè. Cái súng của hai lúa dài hơn nè. Đúng rồi. Không? Ngắn hơn khúc chỗ này nè. Đó. Và nó cái chỗ này cũng dài hơn nè. À đúng rồi ha. Nó no. Nó cũng bằng à luôn. Ngắn của em ngắn. Nó bằng. Tại vì anh đây bỏ nó vô nè. Bỏ gì? Ồ vậy hả? chưa gỡ đó ra. Gỡ rồi. Của anh cứng lắm. Đó, nhưng mà hai cái bằng nhau mà. Bằng không? Của em vẫn ngắn hơn. Ngắn hơn thấy không? Ừ. Ngắn hơn cái đầu nè. Nguyên khúc cái đầu nè thấy không? Đó. Ừ. Bằng nè. Ngắn hơn cái đầu. Ngắn hơn. Ngắn hơn khoảng nửa in nè. Yeah. Nửa in ở bên trên. Bên này nó cũng có ngắn hơn cái này nữa nè. Ừ. Nó khác cái đuôi này nữa nè. Đó. Thì đó cái súng nó ngắn hơn chút. Ngắn hơn cái đầu này. Thì dương nó ngắn hơn chút. Rồi cái gì rồi? Cái đuôi này nó cũng mang ngắn hơn em. Đuôi này nó cũng khác nè. À. Đuôi nó cũng ngắn hơn nữa. Đúng à. Rồi. Ngắn hơn chút. Trên nó. Trên nó cái này nó nhẹ hơn. Đúng rồi. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn nhưng mà mạnh hơn anh. Ừ. Mạnh hơn nhưng mà kéo rất là nhẹ luôn. Khi mình bắn á, nó không có bị dịch kéo, ngược lại. Kéo rất là nhẹ. Yeah. Bóp xuống cũng nhẹ nữa. Đây cái của anh hơi bóp. Của anh em bóp nổi. Cái này nặng á. Rất là nhẹ. Không? Được mà. Thử đi, kéo đi. Nhưng mà hơi nặng, cái đó nhẹ. Ừ, nhẹ nhẹ. Cái này nặng ghê. Đó, khi khóa á. Một là khóa kiểu này ha. Hai là khóa kiểu này đó. À, khóa kiểu này đó. Thì thường á là khóa kiểu này. Tại vì nếu khóa kiểu này á thì mình không có cần đưa cái lò xo lên lên á. À, thì nó mình không cần co giãn cái lò xo nhiều đó, thấy không? Tại vì nếu mà mình để dày á nó tuôn cái lò xo lại á, tuôn lò xo này thì nhiều khi lo so nó không còn mạnh, nhưng mà thường nó là người để vậy thôi. Ừ. Ừ. Khóa để nít nó khỏi bỏ ăn đạn vô nó xài bậy. Không biết cái hộp này khóa bỏ hai cây vừa không? Thử ra nghĩ chắc không vừa đâu. Vừa em bỏ đấy. Vừa nhỏ. Vừa chứ. Nhưng mà phải lấy băng đạn ra. Phải lấy băng đạn ra.
thì bỏ vô thì nó hơi cắn một chút, nó hơi cắn chỗ này hơi nè, cắn chỗ này chút xíu, không được, hơi cắn chút xíu, không được. Tại bên sau nó có cái lỗ này nè, chỗ này là chỗ đổ, để chỗ mà để cái dây khóa này, à. Đó, đó, họ để khóa mình khóa vô đâu đó, khóa vô xe là khóa vô đâu đó, à. Yeah. Đó. Thì mình khóa vô cái gì đó đó, mình lò ra mình thêm cái này đó, là giống như mình cái quick load rồi đó, nhưng mà cái này cũng không ngon lắm, cái mình đó mình đầu muốn đẩy xuống nhà mình bỏ cái đạn vô hoặc là cái chấm đá bỏ vô cả đó, cho nó để xong rồi mình ấn xuống khỏi đầu tay á, mình ấn rồi cái ngón tay này mình ấn xuống đầu tay đúng thì nó có cái này đẩy lại thế nó cũng xài được rồi, nhìn bẻ nhưng mà trong cái bóng bối cảnh này như vậy thì lại không bỏ được hai cái sừng, không bỏ được đâu, bỏ rồi cũng không đậy được anh, tại vì nó vướng đó, không được. Thế sao? Nha, em có cái tay của cái, em rồi, lấy cái mút này ra thôi, à. Đó, lấy ra được, bỏ vô được chứ, bỏ lấy ra thôi. Này. Không được. Cái hộp nó đã vậy rồi được chứ, sao mà được? Nhưng mà em có cái thép của em rồi nè, đó, thép này thì không được fancy thôi. Thép này bình thường thôi. Thép đó không có đồ khóa à? Này ra, không có đồ khóa. Lên đạn nữa là tại bằng thép này kêu vào là được rồi. Lên đạn là mình bắn rồi. Ai kêu vào đây nè, khóa nè, khóa vô đây. Rồi xong rồi khóa vô trong chỗ nào đó, tìm một cái khóa giống vậy nè. Rồi nó có khóa đây nè. Khóa à. Này nè. Thì đó, có chỗ khóa nè, đó đây. Well, anyway. Hai lỗ nè. Giống nhau. Này đây là cái cuốn sách lột hả? Lột của Từ Quang ha. Hôm nay chị Dương với Hai Lúa review hai cái súng này cho săn bắn và cô chú xem rồi. Coi các bà cô chú coi có nên mua súng này không? Xài rất là nhẹ nhàng, đưa đi bỏ túi. Nói tới giá hoặc là cái cây này ở nhà đó, nhà bảo vệ 900 ha. Vì nếu mà người ta vô mà có súng thì Hai Lúa thì có súng rồi cũng không được. Cây này là 650. Cho nên đêm ngủ mà họ xông vô thì 600 hả? Mình cũng có hàng chơi nha. Nếu mà cái 9 ly là 600 thôi, có hàng là què vốn. Cái này là 380 thì 600. Dạ. Nhưng mà lúc đầu á, trên cái chỗ cái bản giá hộp kiến của người ta là nói cái cây này 9 ly, chẳng lẽ là mua cây 9 ly với 9 ly á thì mình khỏi cần phải mua cái đạn khác. Cái khi mình lên trên mạng á, mình tìm cái súng này á, cái màu này á, nó không có. Nó không có.